Giờ thôi miếng đấy hoang lấu vô miếng lên rồi, bơ hoang lên bơ xuyên đi rồi bé. Bái nhớ, bái nhớ. Hoang lên chở đi thiên đã gói rồi. Hoang lên chở lên thì con. Là lên đằng đấy bơ thiên chạy rồi mới nữa. Thì bấm bên đi đi đó. Tin tin rửa xén á. Đây. Hoàng mình còn gà rửa là biết đấy. Cái của nhà là khoai xe luôn. Cái nào cũng là bẹp đấy, cái mặt cũng dám rửa xe là lắm. Mai nở, mai biết sớm là hẳn của nhà mình khoai xe. Rửa xe là lắm. Cái mặt cũng là bẹp đấy, cái nhà mình muốn xe mặt cũng rửa. Khoảng 15 phút thôi anh. Hả? Hỏi hoài rồi hẳn một kiểu nữa cho mày mà. Ờ. Cái xe đón hưu đẹp hơn quá. Hả? Cái đón trưởng hưu đẹp hơn quá. Ai biết. Hắn nô đồ ngon rồi sớm. Coi trong đồng mắt đi. Nên mấy cái ngôi nhà mà có phao 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 mà bắn lấy nó trong hẳn có ví số đẹp ngược quá. Để mà nó mua được, đi đây mua được. Còn khoảng 1 phút rất 15 phút. Cái đồ đẹp nhé. Thế lần gì nhận ăn nó về dưỡng ngô. Ta tưởng đi chơi gì đi nhiều mình biết đường không đi nhé. Thì đường này đẹp hơn nọ hè. Đừng làm mình nhận tết. Đó, rửa đâu. Thôi quay một lên là họ biển đi đang coi bản hóa rồi. Đây để lấy cái nến để áo khoác nè. Đó có một thằng đang xem á.
Để đó thôi. Đó, hết rồi đó. Đừng để đó đi. Đừng có bỏ cái thuốc để đó. Đó. Do mà bị lôi á. Kề để đó. Điện thoại gì nữa không? Hả? Sẵn điện thoại gì nữa? Không thôi. Thôi. Để em tắt điện không biết. Để tao quay cho về nhà rồi tao mở lên nó bị phản ứng điện. Tao quay mạng đi thôi. Hả? Để đó. Ngồi đâu mà cổ đứa điện thoại nữa mấy. Leo lên cột điện này. Ngồi xuống cái đập bắn xong họ chửi đó mi, ra ngoài họ chửi đó. Sàn đạp thôi. Chết tím 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 bám một người là đỏ 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 đỏ. Nhiều nữa. Chắc một người bắn chứ này. Cho màng lạch á. Cái này hiện đại như lên lại vì tôi đây họ mời ra rồi á. Đó đó. Cũng như đó. Một người đó một người. Tím đó tím là còn người đó khói rồi. Một người có. Đau mặt. Em mà mày cái đoàn đẹp quá thì quá sáng hay quay vô điện thoại nó thấy này. Sáng quá, về mà tao đi nữa. Coi nữa không?